vua thống trị bốn thiên hạ luôn dùng chánh pháp giáo hóa quần sinh vua có ngàn vương tử đoan tránh dũng mãnh hàng phục được oán địch trăm vạn ước na do tha cung phi thẻ nữ thảy đều cùng chồng căn lành với vua cùng tu các hạnh sinh ra cùng thời đoan tránh xinh đẹp như thiên nữ thân màu vàng rồng thường phóng quang minh trong các lỗ chân lông luôn tỏa ra hương thơm dân thần dũng tướng đầy đủ mười ước người Vua có bà Tránh Phi tên là Viên Mãn Diện, là nữ báu của vua, rất đoan tránh xinh đẹp, da màu vàng ròng, mắt và tóc xanh biếc, tiếng nói như phạm âm, thân có hương trời, thường phóng quang minh, chiếu sáng ngàn do tuần. Bà Tránh Phi đó có một người con gái tên là Phổ Trí Diệm Diệu Đức Nhãn, thân hình đoan nghiêm, sắc tướng xinh đẹp, thủ thắng. Chúng sinh ai thấy được đều không nhàm chán. Bấy giờ chúng sinh thọ mạng vô lượng, hoặc có người chết yểu giữa chừng không nhất định, đủ thứ hình sắc, đủ thứ âm thanh, đủ thứ danh tự, đủ thứ chủng tộc, ngu trí mạnh yếu, giàu nghèo khổ vui, vô lượng phẩm loại thảy đều khác nhau. Lúc đó có người nói với người khác rằng thân tôi đẹp, thân ngươi xấu xí. Nói như vậy rồi thì họ hủy nhục nhau, tích tập nghiệp bất thiện. Bởi vì nghiệp bất thiện nên thọ mạng sắc lực, tất cả việc vui thảy đều tổn giảm. Bấy giờ phía bắc thành đó có cội bồ đề tên là Phổ Quang Pháp Vân Âm Tràng, rễ cây bằng mani vương kiên cố, niệm niệm xuất hiện tất cả như lai đạo tràng trang nghiêm, tất cả mani dùng làm thân cây, các tạp báu đẹp dùng làm lá cây, phân bố thứ tự tương xứng với nhau, bốn phía trên dưới viên mãn trang nghiêm, phóng ra quang minh báu, vang ra âm thanh vi diệu, nói cảnh giới thâm sâu của tất cả như lai. Ở trước cây đó có một ao thơm tên là bảo Hoa Quang Minh diễn pháp lôi âm. Báu đẹp làm bờ, có trăm vạn ức na do tha cây báu chung quanh. Mỗi mỗi thân cây đều như cây bồ đề. Các chuỗi báu thòng rủ chung quanh. Có vô lượng lầu cát đều làm bằng châu báu. Khắp chung quanh đạo tràng dùng để nghiêm sức trong ao thơm đó mọc lên hoa sen lớn tên là phổ hiện ba đời tất cả như lai trang nghiêm cảnh giới vân trong hoa sen đó có chư phật xuất hiện nhiều như số hạt bụi núi tu di vị phật thứ nhất hiệu là phổ trí, bảo diệm, diệu đức chàng Ngài ở trong hoa sen đó, ban đầu đắc được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Trong vô lượng ngàn năm, Ngài diễn nói chánh pháp, thành thục chúng sinh. Khi Đức Như Lai đó chưa thành Phật, thì trước đó 10 ngàn năm hoa sen lớn đó phóng tịnh quang minh, tên là hiện chư thần thông thành thục chúng sinh. Nếu có chúng sinh thấy được quang minh đó, thì tâm tự khai ngộ chẳng có gì mà không thấu rõ. Đi Biết 10.000 năm sau sẽ có Phật xuất hiện.